Công đoàn Than Mông Dương kết nạp 50 đoàn viên công đoàn nhân dịp 40 năm thành lập mỏ Than Mông Dương, mùng 1 tháng 4 năm 1982, mùng 1 tháng 4 năm 2022. Sáng ngày 25 tháng 3, Công đoàn Công ty Cổ phần Than Mông Dương đã tổ chức lễ kết nạp đoàn viên công đoàn nhân dịp 40 năm thành lập mỏ Than Mông Dương, mùng 1 tháng 4 năm 1982, mùng 1 tháng 4 năm 2022. Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Công đoàn TKV, trưởng các ban chuyên đề, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty, các đồng chí Bí thư Chi bộ, Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn Bộ phận và 50 đồng chí công nhân lao động được kết nạp dịp này. Tại buổi lễ, các đồng chí đoàn viên công đoàn đã được xem phóng sự về lịch sử ra đời của tổ chức công đoàn, sự hình thành và phát triển của công đoàn công ty. Sau phần trao quyết định công nhận đoàn viên công đoàn, đồng chí Nguyễn Công Tuân, Chủ tịch Công đoàn Công ty đã nêu rõ quyền lợi và trách nhiệm của người đoàn viên công đoàn và giao nhiệm vụ cho các đồng chí đoàn viên công đoàn mới. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV, chúc mừng 50 đồng chí đã đứng trong hàng ngũ đoàn viên công đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam. Càng tự hào hơn khi ngày kỷ niệm 40 năm thành lập mỏ Than Mông Dương đang tới gần, mùng 1 tháng 4 năm 1982, mùng 1 tháng 4 năm 2022. Đồng chí mong muốn mỗi đoàn viên hãy tiếp tục nỗ lực, phấn đấu, rèn luyện và hoạt động tích cực, xây dựng tổ chức công đoàn tại đơn vị ngày một lớn mạnh, viết tiếp lịch sử hào hùng của công ty trên chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển.